Hai, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở đây chúng tôi Trần Quang Diệu, quận 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên chúc tất cả các bạn các anh chị được sức khỏe, được vui và được hạnh phúc trong cuộc sống. Và hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị cái dòng xe Honda SH Việt Nam, Honda Ari mà rất là được nhận bạn. Đó, và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị là một chiếc xe Honda một cái chiếc xe rất là mới luôn, mới tinh luôn các bạn. Một chiếc xe rất là đẹp, rất là mới. Màu trắng đen xì bo nó là tôn lên cái vẻ tương phản của hai cái màu đơn sắc rất là đẹp. Xe máy móc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau rất là đẹp, rất là mới luôn. Tất cả mọi cái chi tiết nó đều nằm trong cái tình trạng hoàn hảo nhất. Mua về chúng ta chỉ việc chạy và ngon thôi. Em này mang biển số 59B1 89654, rất là đẹp, rất là mới luôn. Máy móc là thi thầm mùa xuân luôn. Đi về mua xe này đi là mấy năm và không có một cái chữ hư, chữ sửa gì trong này hết. Xe nó cực kỳ ngon và với một cái xe nó tuyệt đẹp mà giá nó cũng hợp tình hợp lý. Phải chăng là mong muốn là 62 triệu nha các bạn, 62 triệu cho xe Honda SH Việt Nam lên toàn bộ Honda SH ý. Cảm ơn. Đó, và ngoài cái màu trắng thì mỗi người mỗi một cái sự lựa chọn khác nhau đúng không các bạn. Thì em xin giới thiệu kế nữa là đó là chiếc xe màu đen. Đó, chiếc xe màu đen, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen xì bo. Rất là đẹp. Mới tinh. Màu đen. Rất là cá tính luôn, rất là đẹp. Bây giờ các bạn nói tại sao mình nói đẹp luôn, cứ xe đẹp thì mình phải nói đẹp đúng không các bạn, đẹp thì phải nói đẹp thôi, chứ bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ có đẹp mà nói xấu cũng không được, bởi vì nó thực tế nó là đẹp. Ốc sáng nó còn sáng sạch sẽ từ bên trong ra bên ngoài, các bạn thấy không? Mà đây là xe cũ nha các bạn, xin thưa với các bạn là đây là xe cũ nha, xe người ta chạy rồi á mà nó còn đẹp vậy đó. Em này thì mang biển số 59E1 54120. Đó, màu đen. Lốc đen, phuộc đen luôn, cản đen luôn, cái thứ gì cũng đen luôn. Và với chiếc xe Honda SH màu đen cũng như là H công tử này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 69 triệu. 69 triệu cho chiếc xe Honda SH đời này rất là cao luôn các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa thì quay lại vấn đề là người ta thích màu trắng, màu đen thì màu đỏ thì mình thích. Mình thì là thích màu đỏ nên mình quay giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe màu đỏ đen xì bo. Đó, màu này là màu mình thích nha, mình rất là thích màu này, màu đỏ còn mới tinh, mới từ trên dưới luôn. Các bạn các anh chị cứ tới xem coi cho đúng là mình nói thưa với các bạn các anh chị là mới hay không, thì hình ảnh còn đây không, xe thì mình quay rất là rõ ràng, biển số rất là rõ ràng nên nó sẽ không có lộn từ xe này qua xe kia. Mỗi xe thì có một cái giá công bố thưa với các bạn các anh chị rõ ràng. Xe thì sạch sẽ, máy móc thì tự nhiên chuẩn, bảo hành 2 năm. Em này mang biển số là 59X2 82961. Chiếc xe màu đỏ rất là đẹp. Đỏ đen xì bo. Phải là trắng đen xì bo, rồi đen xì bo, rồi cái này là đỏ đen xì bo. Mỗi người mỗi một cái sở thích, mỗi người một cái lựa chọn khác nhau nha các bạn. Và cái tôn trọng khách hàng hết. Cái lý do, cái sở thích nào của các bạn các chị cũng đúng cho từng cá nhân. Rồi.
Và kế nữa là em muốn xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda SH 2020-21 màu đỏ à. Nhưng mà chiếc xe này được cái là đời sau, ở đây không thích luôn. Màu đỏ mâm bạc mới toanh, mới toanh luôn. Hệ thống đèn LED, đèn xi nhan bên phải cũng như đèn pha rất là đẹp, rất là cá tính. Xe đồng hồ coi như là điện tử tích hợp rất là nhiều tính năng à, chìa khóa thì thông minh rồi, zin của nó rồi à. Nói chung là một chiếc xe màu đỏ đời 2020-21 này rất là đẹp à, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Và với chiếc xe Honda SH màu đỏ này em nó rất là mới, rất là đẹp luôn. Và với cái chiếc xe mẫu 2021 này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 73 triệu nha các bạn. 73 triệu, 73 triệu. Rồi em xin cảm ơn. Rồi và kế nữa, thích màu đỏ nhưng mà em luôn giới thiệu cái sự lựa chọn khác luôn, đó là trắng đen xì bo à, hồi nãy màu đỏ rồi thì là cái xe mẫu mới 2021 này, 21-22 luôn, 21 đó. Thì cái mẫu này thì cũng vậy các bạn, nó rất là đẹp, nó rất là mới, nói chung là xe là còn mới tinh. Thì các bạn các chị có thể đánh giá qua hình ảnh và các bạn các chị tới coi thực tế coi nó có đẹp, nó mới như mà lời mình nói không, là các bạn cũng biết liền, nó rất là đẹp, rất là mới luôn, không một vết trầy. Bởi vì xe này người ta đi còn giữ khá là kỹ các bạn, chìa khóa thông minh cũng như là hai chìa khóa theo xe còn luôn đó. Và với một cái chiếc xe Honda SH 2021 mẫu 2021 này luôn, em này thì mang biển số là 50X1-09949. Thì với một cái chiếc xe 2021-22 này đó, rất là đẹp, rất là mới đó, rất đẹp, rất mới. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 81 triệu nha các bạn. Nói chung xe rất là đẹp, rất là mới luôn. Mà cái mẫu này thì đời mới nhất là chắc cũng không có cái mẫu nào hơn cái mẫu này đó. Rồi em xin cảm ơn nha. Rồi nhưng mà có những anh chị mặc dù là cái mẫu mới đó người ta không thích, nhưng mà người ta thích đi cái mẫu cũ 2019, thì đây em cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị mẫu cái đó 2019 màu trắng đen xì bo. Phiên bản trắng đen xì bo. Và cái xe này nó đi rất là mạnh mẽ, nó đi rất là cá tính và nó đi rất là bốc đó. Đi rất là bốc. Mà mấy cái xe mà chạy bốc bốc là mấy cái xe mà chạy 150, nhưng mà theo mình nghĩ thì 150 với 125 thì là do chúng ta thích cái phiên bản nào thôi, thì chứ nó chạy cũng như nhau. Khi mà lên tốc độ đề ba thì nó nhanh hơn, nó mạnh lên, nó khỏe hơn một chút. Nhưng mà khi mà đi tốc độ đường trường rồi các bạn, thì hầu như là chúng ta chạy được 100 thì 125 nó cũng chạy được 100, 150 nó cũng chạy được 100. Nhưng mà 125 thì theo em bây giờ như chạy còn đỡ hơn, tăng hơn một chút nữa. Nhưng mà cái đó là sự tôn trọng khách hàng, thì khách hàng lựa chọn 150 hay là 125 gì cũng là đối với em là cái sự chính xác. Nhưng mà theo em tham mưu thì thật ra cái tốc độ nó không nói lên điều gì nhé. 150 nó cũng chạy được 100, 125 nó cũng chạy được 100 đó. Còn mình nhích lên thì nó mạnh hơn, mình mạnh mẽ hơn thì mình thích hơn, thì mình phải trả cho cái số tiền 150 nó mắc hơn, ví dụ vậy. Còn như chiếc xe này 150 này đó các bạn, thì mình không muốn bán với giá là 82 triệu nha, 82 triệu. Và ngoài ra mưa với các bạn các chị là còn rất là nhiều cái mẫu xe khác đó, còn rất là nhiều cái mẫu xe khác, màu sắc nó cũng còn rất là phong phú, rất là đa dạng luôn đó. Rất là đa dạng luôn. Sau này thì có chiếc number one xe zin đầu màu xưa đó, màu number one mới tinh luôn. Đây là xe đó mẫu cũ đời 2009 nha các bạn, SH Ý, đây là SH Ý đó. Đời 28 đăng ký 2009 luôn, số máy là 016 đầu. Em này mang biển số là 54X86177.
Còn với chiếc xe SH number 1 này thì mình mong muốn bán với giá là 87 triệu. 87 triệu nha các bạn. Xe riêng, đầu không có đớt luôn. Làm sao để khi mà các bạn các anh chị để về nhà là hài lòng vừa ý nhất.